Tiếp tục với cái bộ đề thi mẫu lý thuyết lái xe ở tiểu bang Washington. Hôm nay mình sẽ làm cái video về cái đề số 6. Cái bộ đề này nó cũng có 40 câu hỏi nha các bạn. Rồi. Các bạn nhớ học các cái bộ đề này, nếu mà các bạn nhớ hết những câu trả lời và câu hỏi thì mình đảm bảo các bạn sẽ đi thi và sẽ qua được cái kỳ thi lý thuyết. Tuy nhiên thì để mà lái xe tốt đó, trong cái tình huống cụ thể thì các bạn nên đọc cái cuốn hướng dẫn của cái bên DOL Department nha các bạn. The Department of Licensing ở bang Washington. Các bạn có thể tìm cuốn đó trên mạng để đọc bằng tiếng Việt hoặc là tiếng Anh. Và cái đề thi này chỉ hướng dẫn cho các bạn để mà đảm bảo qua cái kỳ thi thôi, chứ nó không có đảm bảo cho các bạn lái xe khi mà các bạn lái xe ngoài đường, vì chắc chắn là không thể trong cái đề, những cái đề thi này không thể là thể hiện được tất cả các cái bộ luật mà trong cái cuốn hướng dẫn người ta đề cập. Và bây giờ chúng ta bắt đầu với bộ đề số 6 nhé. Câu số 1, khi lái xe ở tốc độ cao luôn luôn cho phép đủ thời gian dừng an toàn trong trường hợp khẩn cấp bằng cách duy trì một khoảng cách ít nhất. Câu này thì nó cũng giống với một, mình cũng đã trong cái bộ đề trước thì nó cũng có rồi. Đó là cái quy định về 4 giây phía sau xe phía trước là ở tiểu bang Washington, là đáp án là câu B. Câu số 2, bình thường cơ thể con người sẽ thải loại bao nhiêu đồ uống có cồn mỗi giờ? Câu A là nửa ly, câu B 1 ly, câu C 2 ly và câu D là 3 ly. Đáp án ở đây là 1 ly. Câu số 3, nếu bạn thấy đèn đỏ cạnh nhau nhấp nháy ở ngã tư đường sắt thì bạn phải A bật tín hiệu xin đường trước khi đi tiếp, B duy trì tốc độ và băng qua đường sắt, B chạy chậm lại, D dừng lại. Đáp án sẽ là câu D. Thêm thấy đèn đỏ mà nhấp nháy ở ngã tư đường sắt thì bạn phải dừng lại hoàn toàn. Câu số 4, nếu xe bạn dừng dọc bên đường vào ban đêm thì A bật đèn nháy khẩn cấp và mở đèn pha gần, B chỉ bật đèn phía trước, C chỉ bật đèn đổ xe và D bật tất cả các đèn. Đáp án là câu A. Khi mà dừng dọc bên đường thì ta phải bật đèn nháy khẩn cấp và mở đèn pha gần. Câu số 5, tại bang Washington, người trên 21 tuổi say rượu hợp pháp khi nồng độ cồn trong máu là A bằng hoặc lớn hơn 0.08%, B bằng hoặc lớn hơn 0.04%, C bằng hoặc lớn hơn 0.02% và D bằng hoặc lớn hơn 0.1%. Thì ở bãi tiểu bang Washington thì cái nồng độ cồn trong máu quy định là bằng hoặc lớn hơn 0.8%. Câu số 6, để đổi làn đường thì bạn nên A bật tín hiệu đổi làn đường, B bật tín hiệu kiểm tra gương và đổi làn đường, C kiểm tra gương sau đó đổi làn đường, D bật tín hiệu kiểm tra gương kiểm tra điểm mù theo hướng đi hướng bạn dự định đi di chuyển và sau đó đổi làn đường. Đáp án đầy đủ nhất đó là câu D. Bạn phải bật tín hiệu kiểm tra gương kiểm tra điểm mù theo hướng bạn dự định di chuyển và sau đó đổi làn đường. Câu số 7, bạn muốn rẽ trái tại một ngã tư đèn màu xanh nhưng có xe đang di chuyển ở hướng ngược lại thì bạn nên A đi đúng hướng vì bạn có quyền ưu tiên, B chờ ở trung tâm ngã tư để xe cộ thông thoáng, C sử dụng giao lộ tiếp theo và D chờ ở lối sang đường cho giao thông rõ ràng. Đáp án ở đây là khi bạn muốn rẽ trái thì đèn màu xanh nhưng có xe đang đi đến ở hướng lại thì họ đi thẳng nên họ có quyền ưu tiên nên mình phải chờ ở lối sang đường giao thông cho rõ ràng rồi sau đó mới đi. Đáp án là câu D. Câu số 8, khi lái xe trong mưa thì bạn phải A sử dụng đèn pha chiếu xa, B sử dụng đèn pha chiếu gần, C sử dụng đèn đổ xe và D không sử dụng đèn. Đáp án đây là sử dụng đèn pha chiếu gần khi đi trong mưa. Câu số 9, bạn phải tấp vào lề đường và cho phép phương tiện khẩn cấp đi qua A bất kỳ hướng đi nào của bạn, B chỉ khi nó đang đi sau bạn, C chỉ khi nó đang đi từ hướng ngược lại và D không nào, không nào đúng. Đáp án là A bất kỳ hướng đi nào của bạn thì khi bạn nghe tiếng xe hoặc là thấy kích đè xe phương tiện khẩn cấp mà nháy đèn thì bạn phải dừng lại và tấp vào lề đường bất kể hướng đi nào.
Câu số 10 ký hiệu này có ý nghĩa. A. Lái xe không dưới 35 dặm một giờ quanh đường cong phía trước. B. Ở trong làn đường bên phải nếu không lái xe trên 3 dặm một giờ. C. Đường cong phía trước khuyến nghị tốc độ 35 dặm trên giờ hoặc chậm hơn. D. Có một vùng tốc độ 35 dặm giờ sau đường cong phía trước. Thì ở đây là từ đường cong thì mình phải giảm tốc độ lại, không rất là nguy hiểm. Đáp án là câu C. Nó là cái bảng khuyến nghị về đường cong phía trước và có tốc độ nên đi với tốc độ 35 dặm một giờ hoặc là chậm hơn. Câu số 10, biển báo này có ý nghĩa rằng A. Bốn chỉ đường là phía trước, B. Giao lộ phía trước, D. Giao C. Giao với đường sắt và D là tăng tốc. Cái này là hiện cái có cái giao lộ phía trước. Câu số 12, điều nào sau đây không phải là một yếu tố trong việc xác định khoảng cách cần thiết để dừng xe của bạn? A. Khả năng lái xe, B. Thời gian phản xạ, C. Khoảng cách thắng xe và D. Khoảng cách phản xạ. Nó không phải là một yếu tố trong việc xác định khoảng cách cần thiết để dừng xe của bạn, đó là khả năng lái xe. Câu số 13, bạn có thể làm gì để tránh việc dừng khẩn cấp khi đang đi trên đường? A. Đi chậm hơn các xe khác, B. Luôn đi đúng làn đường, C. Bấm còi để báo cho những khác về sự hiện diện của bạn và D. Luôn quan sát phía trước của giữ khoảng cách an toàn. Để tránh việc dừng khẩn cấp khi đang lái xe thì ta phải quan sát xe phía trước và giữ khoảng cách an toàn. Đáp án là câu D. Câu số 14, luật an toàn cho trẻ em yêu cầu dưới trẻ em dưới 8 tuổi và thấp hơn bao nhiêu thì phải đặt ngồi trong một ghế phụ an toàn dành riêng cho trẻ em. A. 5 feet 5 inch, B. 5 feet, C. 4 feet 11 inch và D. 4 feet 9 inch. Thì nếu mà trẻ em, đáp án đó là câu D. Nếu mà trẻ em dưới 4 feet và 9 inch và dưới 8 tuổi thì ta phải đặt vào cái ghế phụ an toàn và dành riêng, được quy định dành riêng cho trẻ em. Câu số 15, một biển báo không dừng lại có nghĩa là trừ khi bạn được cảnh sát hướng dẫn làm như vậy thì chỉ phải dừng lại một khi: A. Để trả hành khách, B. Để tránh xung đột với các phương tiện giao thông khác, C. Để đủ khoảng cách, ta có thể dừng lại để nếu đủ khoảng cách để tháo dỡ hàng, và D. Có thể dừng lại ở ít hơn 5 phút. Thì đáp án đó là chỉ trường hợp là để tránh xung đột với các phương tiện giao thông khác thì ta mới được dừng lại, còn không thì cứ tiếp tục đi. Câu số 16, tín hiệu giao thông đôi khi thì hiển thị mũi tên để điều khiển xe rẽ theo các làn đường cụ thể, thì mũi tên đỏ có ý nghĩa rằng A. Không được bao giờ xem như là một tín hiệu giao thông, B. Có nghĩa rằng mũi tên hướng về phía nào thì xe hướng đó phải dừng lại, C. Cho biết rằng người lái xe có thể rẽ theo hướng mũi tên, và D. Có ý nghĩa tín hiệu giao thông giống với đèn đỏ. Đáp án ở đây là câu D. Với mũi tên màu đỏ thì nó có ý nghĩa tín hiệu giao thông với đèn đỏ. Câu số 17, đèn thắng xe của bạn để ra dấu cho người khác rằng A. Bạn đang lái xe, B. Thắng khẩn cấp, C. Bạn đang đi chậm hoặc dừng lại, D. Là bạn đang đổi làn. Thì khi mà mình đạp thắng xe thì cái đèn thắng phía sau nó sẽ ra dấu cho người khác rằng là bạn đi chậm lại hoặc là sẽ dừng lại. Đáp án là câu C. Câu số 18, khả năng lái xe của một người có thể bị ảnh hưởng bởi A. Sử dụng thuốc, B. Thiếu ngủ, C. Rượu bia và D. Tất cả các yếu tố trên. Thì đáp án ở đây là khả năng lái xe của một người có thể bị ảnh hưởng bởi tất cả các yếu tố: sử dụng thuốc, thiếu ngủ hoặc là rượu bia. Đáp án là câu D. Câu số 19, theo luật thì đèn xe của bạn phải bật từ khi nào? A. 30 phút trước khi mặt trời lặn cho đến 30 phút sau khi mặt trời mọc, B. 1 giờ sau khi mặt trời lặn cho đến 1 giờ trước khi mặt trời mọc, C. 1 giờ trước khi mặt trời lặn cho đến 1 giờ sau khi mặt trời mọc, và D. 30 phút sau khi mặt trời lặn cho đến 30 phút trước khi mặt trời mọc. Thì đáp án ở đây theo luật thì đèn xe của bạn phải bật 30 phút sau khi mặt trời lặn và đến 30 phút trước khi mặt trời mọc. Đáp án là câu D. Câu số 20, không được đậu xe trong khoảng A. Cách vòi chữa cháy 10 feet, B. Cách vòi chữa cháy 15 feet, C. Cách vòi chữa cháy 25 feet và D. Cách vòi chữa cháy 25 feet. Thì đáp án ở đây là câu B. Khi được đậu xe, nếu mà có cái vòi chữa cháy thì không được cách vòi chữa cháy 15 feet. Câu số 21, biển báo có hình dạng và màu sắc này là có ý nghĩa là A. Sai đường, B. Giao với đường sắt, C. Khu vực cấm vượt và D. Dừng lại. Thì cái biển báo này nó sẽ là biển báo khu vực cấm vượt. Câu số 22, điều hiệu quả nhất bạn có thể làm để giảm thiểu nguy cơ bị thương hoặc thiệt mạng khi gặp tai nạn giao thông là A. Hạn chế lái xe vào lúc 3 đến 6 giờ chiều, B. Đi ở làn đường bên phải trên đường cao tốc có nhiều làn,
C hạn chế lái xe trong tuần và D thắt dây an toàn. Nhìn đây là câu trả lời là đáp án D là thắt dây an toàn trong khi lái xe thì sẽ giảm thiểu nguy cơ bị thương hoặc là thiệt mạng khi gặp tai nạn giao thông. Câu số 23, giảm đèn xe của bạn khi bạn ở trong phạm vi 300 feet của xe. A, nếu như bạn đang tiếp cận từ, nếu bạn đang tiếp cận từ phía sau. B là tiếp cận từ phía sau. B là cái xe tiếp cận bạn từ phía sau. C là xe bạn đã vượt qua. Thì đáp án ở đây là câu A, xe bạn đang tiếp cận từ phía sau. Câu số 24, biển báo này có ý nghĩa là gì? A, không được đậu xe bất cứ lúc nào. B, điểm đậu xe của người khuyết tật. C, không được đậu xe tới góc đường. D, không dừng lại hoặc dừng lại. Đáp án ở đây là cái này là dành bãi đậu xe dành cho người khuyết tật. Nếu như bạn đậu vào đây thì có thể bị phạt lên tới 250 đồng. Đáp án là câu B nha các bạn. Câu số 25, biển báo này có ý nghĩa rằng phía trước. A, phía trước cho phép quay đầu xe. B, có đường cong bên trái phía trước. C, phía trước có giao lộ vòng tròn. Và D, có ngã ba phía trước. Thì ở đây nó là cái roundabout, nó là cái phía trước có giao lộ đường tròn. Trước khi rẽ trái, bạn phải bấm hiệu liên tục trong khoảng cách bao nhiêu? A, 25 feet. B, 50 feet. C, 100 feet. Và D, 0 feet. Thì đáp án đây là câu C, 100 feet. Trước khi bạn rẽ trái thì bạn phải báo hiệu. Sau câu số 27, điều nào sau đây là đúng về tốc độ khi bạn đi xe? A, tốc độ an toàn để lái xe phụ thuộc vào điều kiện. Phụ thuộc vào nhiều điều kiện. B, lái xe chậm luôn an toàn hơn. C, giới hạn tốc độ luôn là tốc độ an toàn. D, tăng tốc luôn nguy hiểm. Thì đáp án ở đây là nó tốc độ, câu A, tốc độ lái xe an toàn là nó phụ thuộc vào nhiều cái điều kiện. Câu số 28, nếu nồng độ cồn trong máu của bạn là 0.04 thì A, có khả năng bị tai nạn cao gấp 2 đến 7 lần so với người không uống. B, trên giới hạn hợp pháp nhưng vẫn lái xe tốt. C, vẫn có thể chắc chắn rằng bạn sẽ lái xe an toàn. D, nên uống nhiều cà phê trước khi ngồi sau tay lái. Mặc dù là cái nồng độ cồn quy định là 0.08 nhưng mà nếu như nồng độ cồn của bạn trong máu là 0.04 thì nó cũng có khả năng bị tai nạn cao gấp 2 đến 7 lần so với người không uống. Câu số 29, nếu bạn mới tới tiểu bang Washington thì bạn phải đăng ký xe trong vòng bao lâu kể từ ngày đăng ký người cư trú? A là 30 ngày, B 45 ngày, C 14 ngày và D 90 ngày. Đáp án ở đây là 30 ngày sau khi bạn đăng ký cư trú. Câu số 30, bạn đang chờ đèn đỏ, đèn chuyển sang màu xanh nhưng vẫn có các xe khác trong giao lộ thì bạn nên A, đợi cho đến khi các phương tiện ra khỏi ngã tư trước khi đi vào. B, vẫn tiến vào giao lộ nếu bạn có thể đi xung quanh các phương tiện khác một cách an toàn. C, nhập vào ngã tư và chờ xe cộ thông thoáng. D là bấm còi để cảnh báo những người là xe khác về sự hiện diện của bạn và sau đó đi vào giao lộ. Thì đáp án ở đây là câu A, nếu như bạn đang chơi đèn đỏ, đèn chuyển sang màu xanh nhưng vẫn có các xe khác đang đợi trong giao lộ thì ta nên đợi cho đến khi các phương tiện khác ra khỏi ngã tư và sau đó thì ta mới đi vào. Câu số 31, nếu bạn đang lái xe và điện thoại của bạn rung thì bạn nên A, trả lời ngay nếu có thiết bị không cầm tay. B, hãy để cuộc gọi đến hộp thư thoại. Và C, trả lời nếu cuộc gọi từ bố mẹ. Và D, nhắn tin cho người gọi là bạn sẽ gọi lại sau. Đáp án ở đây là hãy để cuộc gọi đến hộp thư thoại. Câu số 32, biển báo màu trắng và đỏ này thể hiện A, đừng đi vào con đường phía trước trừ khi an toàn để đi. B, con đường phía trước bị đóng cửa lưu thông theo một hướng. C, bạn không thể quay đầu xe khi nhìn thấy biển báo này. D, con đường phía trước đang đóng chiều lưu thông từ hướng của bạn. Nên đáp án ở đây là câu A. Câu D, nó là wrong way, thì con đường phía trước đang đóng theo chiều lưu thông từ hướng của bạn, nghĩa là bạn có thể đi vào sai hướng. Câu số 33, bạn đang ở trong điểm mù của một chiếc tải lớn hơn. Nếu bạn A, lái xe gần bánh trước bên trái của xe tải. B, không thể nhìn thấy tài xế xe tải trong gương chiếu hậu bên phải.
C theo sát hơn 10 feet phía sau xe tải. D tất cả những điều trên thì những cái điều A, B, C này là lái xe gần hay không thể nhìn thấy tài xế bên gương chiếu hậu hay là theo sát hơn 10 feet phía sau xe tải đều nguy hiểm. Và vì bạn đang ở trong điểm mù của một chiếc xe tải. Đáp án là câu D. Đáp án là câu D nha các bạn. Câu số 34, phương tiện giao thông khẩn cấp thì A. Có thể đi cùng hướng với nhau. B. Có thể sử dụng loa hướng dẫn để hướng dẫn. C. Có quyền ưu tiên khi sử dụng đèn hú, còi hoặc đèn nháy. D. Tất cả các câu trên thì phương tiện giao thông khẩn cấp thì họ có thể sử dụng tất cả các cái có thể là người ta có thể đi cùng hướng với nhau, có thể dùng loa lớn hoặc là người dùng đèn hú, còi, đèn nháy. Đáp án là câu D. Câu số 35, bạn không được lái xe nhanh hơn A. Tốc độ tối đa, B. Tốc độ nhanh hơn nếu điều đó hợp lý và đi với sự thận trọng, B. Với tốc độ an toàn tùy vào điều kiện lúc đó, và D. Tất cả các điều trên. Đáp án ở đây là câu D. Câu số 36, điều nào sau đây đảm bảo an toàn nhất cho bạn và những người xung quanh khi bạn lùi xe? A. Bấm còi trước khi chuyển qua số lùi, B. Bật radio để những người xung quanh chú ý, C. Kiểm tra gương để xem có gì phía sau hay không, và D. Kiểm tra phía sau xe trước khi ngồi vào ghế lái xe. Thì để đảm bảo an toàn nhất, ở đây người ta hỏi là an toàn nhất thì đó là câu D, ta phải đi ra và kiểm tra phía sau xe trước khi ngồi vào xe. Câu số 37, khi một chiếc xe đang đi trên đường cao tốc thì A. Được phép uống rượu bia nếu bạn không lái xe, B. Được phép uống nếu bạn lái xe nhưng không say, C. Không được phép uống hoặc có chai rượu bia đã mở trong khoang hành khách, D. Không được phép uống nhưng được quyền vận chuyển và mở các chai rượu bia trong khoang hành khách. Đáp án ở đây là câu C, mặc dù là không uống nhưng mà không được phép uống nhưng mà cũng không được phép có chai rượu bia đã mở trong cái khoang hành khách. Câu số 38, trước khi vượt qua xe khác thì bạn phải bật tín hiệu A. Ngay khi đổi làn, B. Sau khi đổi làn, C. Bất cứ khi nào nếu không có người phía sau, và D. Đủ sớm để những người khác biết ý định của bạn. Đáp án ở đây là câu D, đủ sớm để những người khác biết trước ý định của bạn. Câu số 39, không được vượt khi A. Trên đoạn đường đồi hoặc đường cong, B. Khi xe buýt, học sinh đang chớp, C. Khi đang đến hoặc ở trong giao lộ, và D. Tất cả các điều trên. Thì đáp án là câu D, tất cả các điều trên. Câu số 40, khả năng dừng lại chịu ảnh hưởng bởi đèn tín hiệu A. Đèn tín hiệu, B. Các xe khác trên đường, C. Thời điểm trong ngày, D. Và điều kiện đường xá. Đây là điều kiện đường xá. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong 40 câu hỏi của bộ đề số 6. Các bạn kiểm tra lại kết quả xem các bạn làm được bao nhiêu câu, và những câu nào chưa nhớ thì các bạn làm lại cho nhớ, để đảm bảo rằng các bạn sẽ nhớ hết những cái gì mình đã soạn. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video và chúc mọi người chuẩn bị bài để thi tốt. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.